Kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình để được chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến các vấn đề về sức khỏe. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là giải pháp phòng ngừa viêm tắc tĩnh mạch ở bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Bodyven của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào, hãy liên hệ cùng với chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng để được tư vấn giải đáp. Thưa quý vị, cuộc sống ngày càng hiện đại phát triển thì tỷ lệ bệnh nhân mắc suy giãn tĩnh mạch lại càng gia tăng với rất nhiều những triệu chứng khó chịu như là đau nhức, tê bì, rồi bị sưng phù nề. Và một trong những cái biến chứng nguy hiểm tiềm ẩn rất nhiều những ảnh hưởng đối với sức khỏe đó chính là viêm tắc tĩnh mạch. Vậy viêm tắc tĩnh mạch là gì và nó có nguy hiểm ra sao đối với sức khỏe của bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay để tìm ra cách phòng ngừa tối ưu nhé. Và xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Và vị khán giả đến tham dự chương trình ngày hôm nay đó chính là chị Hồng Anh. Chào chị ạ. Dạ, chào bác sĩ, chào MC. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình. Trước khi chúng ta đến với buổi trò chuyện, mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự sau. Người ta bảo sức khỏe tốt và trí tuệ bình mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời. Thế nhưng, những người có tuổi thì cả hai thứ quan trọng bậc nhất này đều dần dần biến mất. Nên người già họ thường mang tâm lý nặng nề trong người. Với cô Trần Thị Kim Dung, trú tại đường Thủy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội cũng thế. Bước sang tuổi 63, niềm vui hàng ngày của cô đơn giản chỉ là nấu những bữa cơm ngon cho cả gia đình, dạy các cháu chơi đàn, học bài và tham gia các câu lạc bộ tuổi già. Thế nhưng vì căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chân ập tới bất ngờ, cùng với những cơn đau đớn, mệt mỏi mà nó gây ra đã thành trở ngại vô cùng lớn, ngăn cản cô không thể thỏa mãn được những đam mê nhỏ bé này. Kể từ đó, tâm lý của cô cũng vì thế mà trở nên bất ổn. Cô là Trần Thị Kim Dung, 63 tuổi. Trước đây cô công tác tại công ty xuất nhập khẩu Intimex. Chỉ là cô làm bộ phận siêu thị, cho nên là công việc cũng vất vả, đứng suốt 8 tiếng làm việc. Hôm nay thì cô về hưu, cô ở nhà thôi, công việc nội trợ. Đi khám thì bác sĩ cũng hỏi, thì cô cũng nói là làm việc như thế thì bác sĩ bảo tại vì đứng nhiều, áp lực nó xuống các cái mạch máu thì nó bị đè nén. Thế xong rồi bác sĩ cũng cho mình đi siêu âm các thứ, thì bác sĩ kết luận là bị suy giãn tĩnh mạch. Thế đến khi đi khám thì bác sĩ mới nói thì mình mới thấy là đúng rồi. Tôi rất là thấy mỏi đi bộ một đoạn thôi, mỏi lắm nhưng nghĩ là cái mình chắc là bị như là kiểu suy nhược cơ thể, cứ nghĩ thế thôi. Thế tôi cũng thế, tôi chủ quan, tôi tẩm bổ thôi nhưng không ăn thua. Xong cứ thế tê bì chân tay, xong rồi chán thế, ngồi suốt ngày bị xoa bóp này. Hoặc là nằm lúc thì mình để tay lên bụng, tay nó rất là tê. Chân cũng thế, ngủ cứ phải gác lên thì cảm thấy nó dễ chịu. Đêm nào cũng rút hai bên chân. Ôi dồi, rút cứng luôn, phải 10 phút sau. Cứ mỗi lần trở mình lại rút mà có những đêm 2-3 lần. Buồn lắm, đấy là lúc nặng nhất ấy. Rồi thậm chí mua cả cái vớ để đi ấy. Không ăn thua. Hai cái ống chân ấy, làm sao mà nó cứ ngứa. Thế là mình cứ lấy hai cái gót chân mình kì vào nhau này, nó rộp hết cả chân này. Có hôm thì nó cứ dấm dứt trong chân như có con gì nó cắn ấy, khó tả lắm. Nói chung là khó chịu lắm ấy. Thế xong rồi chân sao nó cứ béo mật lên. Mà cái chân trái cô lại bị nặng hơn chân phải cơ. Đấy, nó thành một bên to bên bé ở cái bụng chân ấy. Là bác sĩ mới cho thuốc đắp lông để uống. Thì thời gian đầu thì cô cũng thấy cái chuột rút nó cũng đỡ. Còn cái căng phòng mà chỉ do mình đứng khoảng 5-10 phút lại bị. Hoặc là ngồi mà nhặt rau mình phải ngồi bằng cái ghế thấp thấp này này. Nhưng vẫn tê chân. Uống được 3 tháng cô lại nghỉ bởi vì cũng thấy có vẻ ảnh hưởng đến dạ dày. Cảm thấy nó bị đau bụng. Khi mà bị như thế rất là khổ. Ví dụ đi chợ này cũng phải nghỉ vài chặng đường. Đấy, hoặc đi bộ ra hồ, ngay nhà cô sang bên đường là hồ Tây rồi. Nhưng chỉ đi được khoảng 5 phút lại phải ngồi xoa chân. Phải gác chân lên để xoa ấy, để mình cảm thấy có tác dụng ấy. Hoặc là dạy các cháu học cũng thế, dạy học đàn thế. Ôi giờ mình đứng, mình chỉ dạy cháu được vài câu thôi. À, thôi bà đau chân quá, bà không dậy đâu, bà lại lên giường mà nằm đây. Thì cô để cái đàn ngay cạnh giường, trong phòng ngủ của cô. Thế nên là lại lên nằm một tí, cháu xoa chân cho xong rồi lại dậy. Hoặc đứng nấu cơm thế. Đứng một tí lại phải để theo một cái ghế ngồi. Ngồi xong rồi là có lúc lại phải bảo thôi cháu đứng bên cạnh đi, cháu làm đi và đứng để chỉ dẫn cho. Hoặc bằng ngồi và chỉ dẫn cho. Cảm thấy nó bất lực quá mà cảm thấy buồn ấy. Tại sao mình chưa hẳn là già hẳn mà đã bệnh tật đến ầm ầm như này. Mỗi cái chân để đi, một cái tính mình hay đi. Thế rồi đi khiêu vũ cũng vậy. Mình ra tập một khi được một bài về lại ngồi thở. Đau chân là một phần mệt ấy. Chắc là do máu huyết nó không lưu thông tốt hay thế nào ấy. Mệt lắm, xong rồi ngồi lại bóp chân một lúc. Nói chung là hơi thất vọng.
Ở độ tuổi mới ngoài 40, cái tuổi không phải là trẻ, nhưng có thể nói là chín muồi của người phụ nữ. Nhưng chị Hồng Anh lại không thể ngờ được sức khỏe của mình lại xuống cấp như những người có tuổi. Đó là bởi căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chân mà chị đã mắc phải suốt nhiều năm nay. Căn bệnh đã khiến cuộc sống của chị hoàn toàn bị đảo lộn theo hướng tiêu cực. Tôi bị suy giãn tĩnh mạch cũng khá lâu rồi. Trước đây bệnh cũng nhẹ thôi nên tôi không để ý lắm. Nhưng có lẽ vì công việc của tôi đứng nhiều quá nên bệnh cứ thế càng lúc càng nặng dần lên. Lúc mới bị, chân tôi cũng nổi lên mấy đường gân xanh, nhưng mà tôi không quan tâm lắm bởi vì tôi nghĩ ai mà không bị nổi gân xanh. Đôi khi cũng thấy chân nhức mỏi, nặng nề, nhưng mà ngủ một đêm thì sáng dậy thấy chân bị cứng đơ. Tôi cũng đi khám mấy lần, bác sĩ cho thuốc uống và dặn là không nên đứng lâu hoặc ngồi lâu một chỗ. Nhưng mà công việc bận rộn như vậy lại phải đứng nhiều nữa, đến thời gian nghỉ còn không có nên bệnh cứ thế càng nặng dần lên. Tĩnh mạch cứ nổi như con giun ấy, nhiều lúc chân mỏi đến mức không nhấc lên nổi luôn. Đêm này còn hay bị chuột rút nữa. Đặc biệt có một lần tôi đi siêu âm thì thấy có huyết khối ở tĩnh mạch nông, chân cứ đau, căng cứng, đứng một lúc hoặc là bị sưng phù. Có thời gian nặng đến mức tôi phải nghỉ công việc của tôi. Dạ thưa bác sĩ, một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh suy giãn tĩnh mạch đó chính là viêm tắc tĩnh mạch. Thế nhưng nhiều người bệnh vẫn chưa hiểu đúng về biến chứng này. Xin bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Trước khi chúng ta nói đến biến chứng viêm tắc tĩnh mạch thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái tình trạng là giãn tĩnh mạch là gì. Suy giãn tĩnh mạch là cái tình trạng mà cái thành tĩnh mạch của chúng ta nó bị giảm cái độ đàn hồi. Cái thứ hai nữa là những cái van của tĩnh mạch của chúng ta nó bị yếu dần đi thì nó sẽ làm cho máu ứ trệ ở trong cái đường tĩnh mạch của chúng ta. Và khi máu bị ứ trệ như vậy nó sẽ gây cho chúng ta rất nhiều triệu chứng rất là khó chịu. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ bị đau chân. Thứ hai là có thể là làm cho thiếu máu nuôi, nghĩa là thiếu oxy của cái vùng chân, nó sẽ làm cho chúng ta bị vọt bẻ. Thứ ba là khi mà ứ trệ lâu dài nó sẽ làm cho chúng ta bị phù chân. Và nặng hơn nữa thì những cái vùng da ở cái chân của chúng ta sẽ kém nuôi dưỡng, do đó nó sẽ làm thay đổi cái sắc tố da, nó sẽ gây ngứa ở chân và thậm chí đôi khi nó sẽ gây nên cái tình trạng loét. Thì một trong những cái biến chứng mà thường gặp nhất của cái suy giãn tĩnh mạch đó là cái tình trạng mà người ta gọi là viêm tắc tĩnh mạch. Dưới chân chúng ta nó có hai hệ thống tĩnh mạch, một hệ thống tĩnh mạch nông và một hệ thống tĩnh mạch sâu. Và khi chúng ta mà bị cái giãn tĩnh mạch mà nó gây nên tình trạng máu nó ứ trệ lâu ngày, nó sẽ làm cho chúng ta tạo thành những cái cục máu đông. Và những cái cục máu đông nó sẽ gây tắc cái tĩnh mạch. Thì nếu mà chúng ta bị tắc ở cái tĩnh mạch nông thì nó sẽ làm cho cái vùng da ở vùng đó nó sẽ bị đỏ lên và chúng ta ngứa, đôi khi nó gây đau. Nếu chúng ta không điều trị một cách tích cực thì lâu dần nó sẽ thể loét ra. Và khi loét như vậy thì ngoài cái viêm tắc tĩnh mạch là do vô trùng thì nó sẽ gây nên một cái tình trạng nhiễm trùng ở vùng đó và đôi khi nó sẽ có thể là bị cưa chân của chúng ta đi nếu chúng ta điều trị không tích cực. Cái thứ hai nữa là hệ thống tĩnh mạch sâu. Thì khi tổn thương của hệ thống tĩnh mạch sâu mà nó gây nên cái tình trạng là những cái cục máu đông á, thì cái hệ thống tĩnh mạch sâu lại là những hệ thống tĩnh mạch lớn. Do đó thường cái cục máu đông của nó có thể chạy đi nhiều nơi. Và khi nó đi nhiều nơi thì nó có thể đến những cái cơ quan, mà một trong những cái cơ quan quan trọng đó là cái phổi của chúng ta. Nó sẽ gây nên tình trạng là gì? Tắc của cái động mạch phổi. Và khi đó nó sẽ gây nên tình trạng, một đó là nó hoại tử phổi, hai là gây nên suy hô hấp và có thể gây tử vong. Còn nếu không may mà cái cục máu đông nó lại chạy lên cái tim của chúng ta thì nó sẽ gây nên tình trạng thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim và có thể cũng gây tử vong. Và cục máu đông có thể chạy lên não của chúng ta và gây nên tai biến mạch máu não. Khi chúng ta bị suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta phải có cái hướng điều trị cho tích cực để chúng ta tránh những cái biến chứng không có lợi cho sức khỏe của mình. Vậy có cách thức nào để chúng ta có thể phòng ngừa được viêm tắc tĩnh mạch không ạ thưa bác sĩ? Cái suy giãn tĩnh mạch nếu ở giai đoạn đầu thì chúng ta thấy những cái triệu chứng nó rất là đơn giản, nhẹ lắm. Chúng ta có thể thấy là chân của chúng ta thì hơi nặng nặng khi chúng ta phải ngồi nhiều, khi chúng ta đi lại nhiều hoặc là khi chúng ta ít vận động thì khi đó chúng ta sẽ thấy chân chúng ta hơi nặng một tí. Cái thứ hai nữa là có thể là chúng ta sẽ thấy đau ở cái chân hoặc là cảm giác là vọt bẻ ở chân khi mà chúng ta ngủ ban đêm. Và kế nữa là có thể chúng ta sẽ thấy cái da của chúng ta nó hơi ngứa. Nếu ở cái giai đoạn này thì chúng ta nên tích cực là cải thiện những cái chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện thì khi đó nó có thể làm hạn chế cái diễn tiến của cái suy giãn tĩnh mạch chúng ta. Đầu tiên thừa cân là một trong những điều kiện mà nó làm cho chúng ta bị suy giãn tĩnh mạch. Do đó chúng ta phải cải thiện cái cân nặng của chúng ta đi. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta làm việc ở những cái tư thế mà làm chèn ép cái tĩnh mạch của chúng ta, ví dụ như chúng ta phải ngồi lâu, chúng ta phải đứng nhiều thì chúng ta nên chú ý là khoảng một tiếng đồng hồ
chúng ta phải đi lại hoặc chúng ta vận động cái chân của chúng ta, thì như vậy nó sẽ giúp cho tránh cái tình trạng ứ đọng máu ở tại tĩnh mạch của chúng ta. Cái thứ ba nữa mà chúng ta phải chú ý là ban đêm khi chúng ta nằm nghỉ, chúng ta nên đưa cái chân lên cao, nó sẽ giúp cho cái hệ thống tĩnh mạch của chúng ta tốt hơn. Chúng ta sẽ có một cái tư thế tập là chúng ta nằm ngửa như vậy đó, chúng ta đưa hai cái chân lên cao và chúng ta tập trong vòng 15-20 phút, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hệ thống mạch máu của chúng ta được lưu thông tốt hơn. Chúng ta phải uống đủ nước, nó sẽ giúp cho cái tuần hoàn máu của chúng ta được tốt hơn, và như vậy nó sẽ ngăn ngừa những cái biến chứng không có lợi cho cái bệnh lý suy giãn tĩnh mạch. Bên cạnh đó thì các bạn cũng chú ý là có nhiều bạn có thói quen ngâm chân. Khi chúng ta bị suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta không nên ngâm chân bằng nước nóng. Các bạn cũng nên bổ sung các cái rau củ quả để cho chúng ta có thêm chất xơ, tránh những cái táo bón. Cái thứ hai nữa là nó bổ sung những cái vitamin, các chất khoáng và các yếu tố vi lượng. Như vậy nó sẽ giúp cho cái hệ thống tĩnh mạch của chúng ta được tốt hơn. Bước qua giai đoạn nặng hơn, chúng ta sẽ thấy là chân chúng ta thường xuyên bị sưng lên. Và cái da ở vùng đó nó có thể là bị đổi màu. Và thậm chí thỉnh thoảng thì chúng ta lại có những cái vết giống như là những cái vết cắn á, nó màu đỏ và chúng ta ngứa nhiều. Thì khi đó thì các bạn phải tích cực điều trị. Chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện chúng ta cũng phải duy trì. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái hệ thống tĩnh mạch được duy trì lâu dài hơn. Cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn là có biến chứng. Thì các bạn nên chú ý là lúc đó cái chân của chúng ta nó sẽ có những cái hệ thống tĩnh mạch nó ngoằn ngoèo lắm. Các bạn sẽ thấy là có nhiều người sẽ thấy có những cái lằn nhun ở trên chân của chúng ta. Có nghĩa là khi đó cái hệ thống tĩnh mạch của chúng ta nó giãn quá lớn rồi và nó gây nên những cái tắc nghẽn. Thì khi đó nếu chúng ta không đáp ứng với những cái phương pháp điều trị bằng nội khoa, có nghĩa là bằng thuốc á, thì đôi khi chúng ta phải giải quyết bằng những cái phương pháp phẫu thuật. Tuy nhiên cái này nó phải có cái chỉ định của thầy thuốc và nó cũng có thể gây một số biến chứng. Và có nhiều người quan điểm như vậy nè, sau khi phẫu thuật xong rồi là coi như là cái tĩnh mạch tôi nó khỏe rồi, tôi không cần phải điều trị nữa. Đây là một cái quan điểm sai lầm. Vì sau khi chúng ta phẫu thuật xong, chúng ta vẫn phải tiếp tục quá trình điều trị cái tĩnh mạch của chúng ta. Vì tĩnh mạch của chúng ta theo thời gian nó cũng sẽ giãn dần ra. Hiện nay để cho có thể là giải quyết cho chúng ta những cái triệu chứng, tránh những cái biến chứng không có lợi cho sức khỏe của chúng ta trong bệnh lý giãn tĩnh mạch đó, thì các nhà khoa học người ta đã thấy là trong các cái loại dược thảo, có rất nhiều loại dược thảo có cái tác dụng là làm bền thành mạch và giúp cho lưu thông của máu huyết trong mạch máu rất là tốt. Do đó đây là cái giải pháp kết hợp tốt hơn trong điều trị bệnh lý viêm tắc tĩnh mạch. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là những loại thảo dược nào ạ? Trong các cái dược thảo thì từ lâu đời rồi cũng đã được các nhà y học cổ truyền người ta thấy là có tác dụng rất là tốt đối với cái hệ thống mạch máu. Đầu tiên phải nói đến là cái hạt dạ ngựa. Trong hạt dạ ngựa thì có một cái hoạt chất đó là eosin, có tác dụng làm bền thành mạch, nghĩa là nó làm cho thành mạch của chúng ta có tăng tính đàn hồi và có tính dẻo dai hơn. Cái thứ hai nó lại làm cho phục hồi lại những cái tổn thương của cái thành mạch của chúng ta. Do đó nó sẽ giúp cho cái thành mạch của chúng ta được duy trì lâu dài hơn. Trong một cái nghiên cứu trên 10.725 bệnh nhân á, khi sử dụng hạt dạ ngựa thì trong vòng là từ 4 đến 6 tuần thì cho thấy 84% bệnh nhân là giảm được cái triệu chứng phù cái chân. Thứ hai là 91% bệnh nhân là giảm đi cái triệu chứng đau. Và cái thứ ba là 85% bệnh nhân là giảm đi cái triệu chứng là nặng chân. Có một cái dược thảo mà ở Việt Nam ta có rất là nhiều, đó là cái hoa hòe. Thì các nhà khoa học người ta chiết xuất được ra cái rutin ở trong hoa hòe có tác dụng là làm bền thành mạch, làm cho thành mạch của chúng ta được dẻo dai hơn. Ngoài ra thì cái diosmin và esbergridin nó là hai cái chiết xuất mà ở trong cái họ cam quýt đã được chứng minh là nó làm tăng cái sức bền thành mạch. Như vậy là khi phối hợp ba cái dược thảo này lại, nó sẽ giúp cho duy trì sức bền thành mạch, thứ hai là tăng độ đàn hồi cũng như là độ dẻo dai của thành mạch. Bên cạnh đó thì để giải quyết những cái tổn thương của hệ thống thành mạch thì các nhà khoa học người ta còn phát hiện ra là trong các cái loại dược thảo như là lý chua đen nè, vỏ thông nè, hạt nho nè và cây chổi đậu á, nó có một cái tác dụng chống oxy hóa. Do đây khi sử dụng kết hợp nó sẽ làm phục hồi lại những cái tổn thương của thành mạch. Ngoài ra thì cái bạch quả là một trong những cái dược thảo mà các nhà khoa học chứng minh cho thấy là có tác dụng là hoạt huyết. Do đó nó sẽ làm cho máu huyết ở trong cái hệ thống thành mạch của chúng ta lưu thông một cách dễ dàng hơn. Và như vậy nó sẽ tránh cái tình trạng là tạo ra những cái huyết khối, hạn chế cái biến chứng là viêm tắc tĩnh mạch do cái giãn tĩnh mạch gây nên. Các nhà chuyên môn người ta sẽ phối hợp nhiều loại dược liệu với nhau, tăng cường cái tác dụng của những cái loại dược liệu có được cái hiệu quả điều trị và giảm đi những cái tác dụng phụ không mong muốn. Hiện nay thì với cái công nghệ dược á, thì nó sẽ có một cái công nghệ người ta gọi là công nghệ siêu nano. Công nghệ siêu nano là một công nghệ chiết xuất các hoạt chất ra thành những cái phân tử rất là nhỏ. Do đó nó tăng cái độ hấp thu khi sử dụng, nó làm cái tính ổn định của cái sản phẩm á, nó được tốt hơn. Cái thứ hai là cái sản phẩm sản xuất tại cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Do đó nó sẽ phát huy được cái hiệu quả tốt hơn. Loan ơi, Loan ơi, Loan ơi, xíu xíu sẽ gặp, xíu xíu biểu nợ báo cáo hết kìa. Dạ. Em sao vậy? Ủa nhà có chuyện gì hả?
hai chồng đột đột phải không? Thật sự thì vợ chồng em thì bình thường. Ừ. Nhưng mà vấn đề ở đây á là mẹ em bị bệnh cuối năm ngoái nè. Mẹ em bị cái chân phải á, không hiểu sao mà nó bị tê, bị chân, rồi nó nặng nữa. Mà cái kiểu nó bị dọc á, nó bị dọc từ trên đùi đi xuống dưới chân luôn. Bắp chuối này nó hiện lên những cái đường gân đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Giống như con đỉa vậy. Đúng rồi. Yên tâm, yên tâm. Chị có một cái giải pháp này hay lắm. Biết sao không? Mẹ chồng chị cũng bị. Ủa mẹ chồng chị bị hả? Lúc đó thấy thương bà lắm, em bà những người lớn tuổi ưa bị lắm, tội nghiệp lắm. Dạ. Nhưng mà bây giờ dòm là không ai biết bà bị suy giãn tĩnh mạch nghe. Không biết luôn. Trời ơi em biết không? Bây giờ khỏe rồi ha, đi tập thể dục nè. Dạ. Ha. Có biện pháp nào không chị? Yên tâm, từ từ đi cô ơi. Lúc nào tôi cũng ghi gì đây nè, trong đây đây nè. Đâu em coi coi. Trời ơi, không có đeo cái mắt kiến qua mà trông. Ôi trời ơi, đưa đây cho em. Giải pháp này chứa thành phần thảo dược làm tăng sức bền thành tĩnh mạch. Ừ. Như là hạt dẻ ngựa, rutin, diosmin và hesperidin, cùng với thảo dược chống oxy hóa bảo vệ thành tĩnh mạch như là lý chua đen nè, hạt nho, vỏ thông và thảo dược hoạt huyết như là bạch quả. Khi kết hợp các dược thảo trên thì sẽ giúp tăng sức bền và bảo vệ thành tĩnh mạch, giảm nhanh các triệu chứng như là đau nhức tê bì nè, chuột rút nè, nặng chân, mỏi chân nè, sưng phù chân, co nhỏ tĩnh mạch bị suy giãn, làm mờ những cái vết thâm tím. Đó. Ủa, hay quá, sản phẩm rất hiệu quả với những người có bệnh trĩ nữa. Hay chưa? Hỏi. Này chút nữa rồi chị lấy cái này nè, chị bắn qua tin nhắn của em mà để dành đó rồi mà mua cho mẹ xài. Trời ơi, chị phải gửi cái giải pháp này qua cho em liền rồi, nha. Rồi, rồi. Boniven hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ở phần đầu chương trình có giới thiệu đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng ta có một vị khán giả đó là chị Hồng Anh cũng rất là quan tâm đến chủ đề về suy giãn tĩnh mạch. Và chị có thể chia sẻ một chút về câu chuyện sức khỏe của mình ạ? Tôi bị suy giãn tĩnh mạch cũng đã hơn 10 năm rồi. Lúc đầu thì bệnh cũng không có triệu chứng gì rõ rệt, chỉ là chân hay bị đau thì ngồi nghỉ một lát thì lại hết. Cứ nghĩ là do mình đứng bán hàng nhiều nên mới bị như vậy. Nhưng mà sau khoảng một năm thì tôi bất ngờ nhận thấy là có những cái mạch máu nhỏ nổi li ti ở bàn chân, đau nhức nhiều hơn trước. Chân thì lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, tê bì, khó chịu. Có khi nằm ngủ còn bị chuột rút, đau buốt, làm mất ngủ luôn. Đi khám bệnh thì tôi được cho biết là mình đã bị suy giãn tĩnh mạch độ 2. Thời gian đầu thì bác sĩ cũng không có cho dùng thuốc đâu, chỉ nhắc nhở là phải thay đổi chế độ sinh hoạt. Ví dụ như là nằm ngủ thì phải gác cao chân, không được ngâm nước nóng, không nên đứng lâu. Nhưng mà với tính chất công việc như vậy thì đôi khi tôi phải đứng suốt, mà có khi đứng cả ngày luôn, làm cho bệnh đã nặng lại càng nặng thêm. Đến một ngày kia thì tôi phát hiện ra là ở dưới bắp chân có những tĩnh mạch nổi lên như là run, sờ vào thấy rất là rõ. Mà lúc trước thì tôi chỉ thấy nó hơi mờ mờ dưới da mà thôi. Lúc này thì tôi mới phát hiện ra rằng cái khả năng đứng của mình nó không còn được tốt như trước. Tôi chỉ có thể đứng được nửa tiếng thôi là phải đi tìm chỗ để ngồi ngay. Nếu mà không thì sẽ rất là đau, kèm thêm là căng cơ ở cẳng chân, cứ đi lại là đau suốt mà. Ở mắt cá chân có nổi lên những cái vết chàm, nhìn rất là xấu, không có giống như những cái màu da xung quanh. Đi khám lại thì tôi được bác sĩ cho biết là bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi, chân có dấu hiệu sưng phù. Siêu âm thì thấy ở dưới da có huyết khối mới xuất hiện ở tĩnh mạch nông nên tôi mới bị đau nhiều như vậy. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị. Bây giờ thì Thanh Phương lại nhận thấy là chị đi đứng cũng dễ dàng hơn, dường như là tình trạng sức khỏe của chị đã được cải thiện nhiều lắm rồi đúng không ạ? Tôi thấy bệnh này nguy hiểm quá. Trong bệnh viện có nhiều người còn không đi lại được, phải nhờ người thân dìu đỡ. Sau khi đi khám bệnh về thì tôi mới tìm hiểu thêm xem có phương pháp nào để cải thiện bệnh hay không. Thì tôi nhớ ra mình có một người thân trước đây cũng đã từng bị suy giãn tĩnh mạch, phải đi mổ, nhưng mà nay thì đã ổn rồi. Hỏi thăm thì tôi được chị cho biết là mình đã sử dụng sản phẩm thảo dược bao gồm hạt dẻ ngựa, lý chua đen, hạt nho, vỏ thông và một số loại thảo dược khác nữa. Sau vài tuần sử dụng thì tôi thấy là chân mình đỡ đau hẳn, không còn nhức mỏi nhiều nữa, ít bị chuột rút. Thấy hiệu quả thì tôi sử dụng hết một liệu trình thì thấy bệnh được cải thiện đáng kể. Bây giờ có thể đứng lâu hoặc là đi bộ cả cây số mà không còn bị đau nhức, chân cũng không còn thấy nặng nề hay là sưng phù. Đêm thì không còn bị chuột rút nữa, ngủ ngon hơn. Sau sử dụng tôi nhận thấy các vết tĩnh mạch đã mờ dần đi, những vết tĩnh mạch ở bắp chân đã lặn hẳn, chỉ còn một vài vết hơi lợn gợn ở cẳng chân mà thôi. Màu da cũng đã tẹp trở lại giống như là những cái màu da trước đây. Mỗi ngày tôi tập thể dục 30 phút, đi lại nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Được như vậy tôi rất là mừng. Và thưa quý vị, có rất nhiều những bệnh nhân đang gặp phải vấn đề khó chịu này. Vậy thì làm sao để có thể giải quyết được hết những cái vấn đề trên? Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn dành cho quý vị khán giả để được lắng nghe bác sĩ tư vấn giúp cho quý vị. Đầu tiên chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả ở Sóc Trăng, đó là bạn Mai Anh Thư ở huyện Kế Sách. Mời bộ phận kỹ thuật. Chào bác sĩ,
Cháu năm nay 29 tuổi. Công việc của cháu là tiếp viên hàng không nên thường xuyên phải đứng lâu một chỗ trên máy bay. Gần đây, cháu có biểu hiện đau và nhức mỏi phần cẳng chân bên trái, nhất là vào buổi chiều tối. Do công việc phải di chuyển nhiều nên cháu cũng không có nhiều thời gian rảnh để tập thể dục. Với tình trạng này thì cháu phải làm gì để phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn Thư. Thật sự ra với cái bệnh của bạn hiện nay có thể là bạn đang rơi vào tình trạng là suy giãn tĩnh mạch rồi. Cái thứ hai với cái công việc của bạn là phải đi lại nhiều và phải đứng nhiều. Như vậy đây là một cái yếu tố mà nó có thể làm nặng thêm cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Đối với tiếp viên hàng không khi chúng ta đi những chuyến bay mà đi xa đó thì bạn nên uống nhiều nước cho nó đủ nước. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta mà có cái dịp mà chúng ta đứng hoặc là chúng ta ngồi đó thì chúng ta nên là cử động cái chân của chúng ta. Thì như vậy nó cũng sẽ giúp cho bạn là lưu thông được cái máu huyết. Ví dụ bạn phải đứng nhiều thì bạn có thể co một chân, xong rồi bạn lại cử động, xong là sau đó bạn lại co cái chân bên kia. Thì như vậy nó sẽ giúp cho lưu thông máu huyết ở cái chân của bạn. Bên cạnh đó thì bác sĩ khuyên bạn nên sử dụng thêm những giải pháp từ thảo dược như bác sĩ vừa chia sẻ. Trong đó nó kết hợp có rất là nhiều cái loại thảo dược, hạt giả ngựa nè, cái rutin ở trong hoa hòe, cái diosmin và hepvacridin, nó là hai cái chiết xuất mà ở trong cái họ cam quýt, nó có tác dụng là bền thành mạch, tăng cái sự đàn hồi của thành mạch. Cái thứ hai nữa là trong các cái loại dược thảo như là lý chua đen nè, vỏ thông nè, hạt nho nè và cây chổi đậu á, nó có một cái tác dụng chống oxy hóa, do đó nó sẽ giúp cho cái thành mạch của chúng ta được duy trì lâu dài hơn. Bên cạnh đó lại có bạch quả sẽ giúp cho lưu thông máu huyết tốt, do đó sẽ tránh những cái biến chứng mà có thể bất lợi cho cơ thể, đó là cái tình trạng là tạo huyết khối. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho bạn có được một cái giải pháp để giải quyết cho cái tình trạng bệnh lý mà mình đang mắc phải. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của vị khán giả ở Trà Vinh, đó là chú Trần Tâm. Chào bác sĩ. Tôi đã bị suy giãn tĩnh mạch. Mấy tháng trước tôi bị táo bón, đi ngoài ra máu. Sau khi đi khám thì được bảo là chỉ loại đầu 2. Tôi được kê thuốc và uống thì thấy đơn rất giống với thuốc suy giãn tĩnh mạch. Mong bác sĩ giải đáp giúp tôi vấn đề này và cho tôi lời khuyên để cải thiện hiệu quả cả hai bệnh ạ. Cái trĩ đó người ta gọi đó là hệ thống tĩnh mạch của hậu môn, cũng là một trong những cái thành phần của hệ thống tĩnh mạch của cơ thể chúng ta. Nên khi mà cơ thể chúng ta bị là suy giãn tĩnh mạch thì cái hệ thống tĩnh mạch hậu môn nó cũng có thể bị suy giãn theo, và khi đó nó sẽ làm giãn cái tĩnh mạch của hậu môn, và người chuyên môn người ta gọi đó là cái trĩ. Thì thường thường cái thuốc mà điều trị cho trĩ và cái thuốc điều trị cho suy giãn tĩnh mạch nó có những cái thành phần gần như nhau. Thì thật sự ra chú đang sử dụng một cái loại thuốc mà nó phù hợp đó, vì tĩnh mạch của hậu môn trực tràng nó cũng nằm trong hệ thống tĩnh mạch. Giải pháp như bác sĩ vừa chia sẻ làm cho búi trĩ của chúng ta co nhỏ lại. Cái giải pháp mà kết hợp nhiều loại dược thảo, trong đó nó có là hạt giả ngựa nè, cái rutin ở trong hoa hòe, cái diosmin và hepvacridin, nó là hai cái chiết xuất mà ở trong cái họ cam quýt, nó sẽ giúp cho thứ nhất là nó làm bền lại cái thành mạch, cái thứ hai là nó tăng cái tính đàn hồi cũng như cái co giãn của mạch máu, do đó lâu dần nó sẽ làm cho búi trĩ của chúng ta co nhỏ lại. Và bên cạnh đó thì có những cái thành phần mà dược thảo, trong đó nó có lý chua đen, vỏ thông, hạt nho và cây chổi đậu, nó có một cái tác dụng chống oxy hóa, do đó nó sẽ giúp cho cái thành mạch của chúng ta được duy trì lâu dài hơn. Và bên cạnh đó thì còn có một cái dược thảo, đó là bạch quả. Nó làm cho chúng ta là gì, máu huyết lưu thông nên nó tránh cái máu đông ở cái tĩnh mạch, do đó nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng là tắc của tĩnh mạch hậu môn, có nghĩa là tắc của búi trĩ. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú có được một cái giải pháp để giải quyết cho cái tình trạng bệnh lý mà mình đang mắc phải. Không còn hình bóng của một người phụ nữ lầm lũi đau đớn vì bệnh tật, thay vào đó là hình ảnh cô Dung đang say mê bên cây đàn dương cầm, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, thả hồn theo từng nốt nhạc, một hình ảnh thật đẹp. Đúng thế, cuộc sống của cô bây giờ đã có nhiều đổi khác, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, cũng bởi may mắn đã tìm tới cô khi cô tình cờ biết tới sản phẩm từ thảo dược giúp cô kiểm soát hiệu quả căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chân của mình. Ở cái sân tập ấy, người ta mới mách cho là hỗ trợ rất là tốt. Thì thực sự là mình cũng rất là sợ mua kiểu qua mách nhau mới qua trên mạng thì sợ lắm, bởi vì là nó thật là thị trường bây giờ cũng không biết thế nào để đảm bảo. Thì người ta khẳng định là yên tâm, thì cô cũng uống thử. Cô uống một tuần đầu thì cũng thấy cảm thấy yên tâm, kiểu nó như kiến cắn ấy, giấm dứt trong chân là không có, không còn cái ngứa chân ấy. Làm sao nó lại cứ ngứa hai cái cẳng chân ấy, buồn cười thế chứ. Đấy, thế là một. Thứ hai là cái chuột rút. Hai cái đấy là rõ nhất. Thì nhờ cháu nội lớn của mình, con để ý cho bà trước khi uống là cái chân bà chụp lên nó màu xanh, những cái đường gân tím xanh ở chân của bà ấy. Sau một thời gian bà uống thì con lại để ý cho bà
xem cái mức độ có thuyên giảm không. Cháu nó bảo, ôi con thấy nó mờ hẳn đấy bà. Thì tôi cứ nghĩ là cháu nó đùa thôi, cấm con đi thuốc tiên này mà uống một khỏi ngay. Thế nhưng mà thực sự là mình cảm nhận thấy đúng thật, bởi vì cô lại tham gia rất là nhiều câu lạc bộ, mặc quần áo nó không tự tin, kiểu mặc váy thì hở chân ra những cái đường xanh tím thì mình cảm thấy nó không tự tin lắm. Thì sau khi mình uống thì công nhận là hiệu quả rất là rõ rệt. Thế còn cái chỗ này xin cô xin lỗi này, cái chỗ này này, chứ nó như con run nó ngoằn nghèo này này đấy, thì bây giờ nó mờ đấy, cháu thấy không? Cô mừng lắm. Thế rồi thỉnh thoảng nó lại cái vết tự nhiên tím bầm lên, không hiểu là do làm sao mà cô không va đập vào đâu nó bị. Thế nhưng bây giờ thì không bị nữa. Cô tiêm ven cái hỗ trợ bổ não ấy, chọc ven một cái thì được, xong vỡ luôn. Ôi dồi ôi, tím hết cả chỗ này, tím hết cả đây, chán ơi là chán. Thì cái cô bác sĩ cô ấy bảo là cái thành mạch yếu quá, cho nên là cháu chọc ven được thì xong lại vỡ luôn. Thế nên là cô rất là lo, nhưng mà rất là mừng một thời gian này uống xong. Vui lắm ấy, thực sự rất vui. Không cái gì bằng sức khỏe. Chân nó không có cái hiện tượng căng bóng như trước. Mình đi chợ không thấy mỏi chân. Đấy, mỗi khi là mỏi lắm ấy. Nhưng sau 2-3 tuần, càng về sau càng hết mỏi. Đồ xách đi chợ ấy. Trước là xách, không hiểu tay nó cứ như là tay giả, không chịu được. Thậm chí con cô phải mua cho cô cái xe để kéo cơ mà. Bây giờ thì không cần cả xe rồi, lại trở lại bình thường. Đấy, không còn hiện tượng dấm dứt hoặc lên cầu thang đi thoải mái. Đứng dậy cho học đàn thoải mái. Hoặc cô ngồi trực tiếp đánh đàn cũng thoải mái. Tất nhiên là tay mình già thì gân cốt nó nổi thôi, nhưng mà nó không còn hiện tượng mỏi tay, tê tay lúc mình chơi đàn nữa. Đấy là vui lắm. Hoặc là đứng nấu cơm ấy, đứng cả buổi nấu cơm không còn e ngại gì cả, không phải ngừng giữa chừng nữa. Cô chưa thấy cái phản ứng phụ, không thấy đau bụng như hồi trước đây. Men gan men kiết thì cô không đi thử đâu, nhưng mà rõ ràng là nó không có cái gì bất thường cho nên cô không đi thử. Chứ nếu mà có bất thường cô đi ngay thì cô cũng cảnh giác lắm. Mà đặc biệt nhá, rất hay cái là cô cũng bị chị đấy, mà cô uống này làm sao mà chị cũng đỡ đấy cháu ạ. Ngày chưa đi xong nhá, ta bón quà đi xong thì chị nó phải nói như thế này, xong mình lại phải lấy tay mình đẩy lên chảy máu đấy. Có những lần nó còn bị phù nề xung quanh hậu môn, sưng tấy xung quanh ấy, nó có những cái tròn tròn nhỏ này. Thế xong cô dùng đây một thời gian thì tự nhiên nó hết lúc nào không biết ấy. Thế bây giờ thì rất đều đặn vệ sinh hàng sáng ngủ dậy là đi, không bị sưng nữa. Thế cô thấy mừng quá đấy, coi như là chủ động là chỉ để hỗ trợ tĩnh mạch mà, thế nào lại khỏi cả cái chị. Có cái nào mình nói đúng như thế, giúp được nhiều người khỏe mà khỏi được bệnh thì mình cũng vui như họ mà. Chỉ sau một khoảng thời gian, chị Hồng Anh như thay đổi tất cả, từ sắc diện tới tinh thần. Đôi chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt, gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ. Chị như được trở lại chính bản thân mình trước đây, khỏe mạnh và hạnh phúc. Không giấu được niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt, chị Hồng Anh chia sẻ về sản phẩm thảo dược đã giúp mình có được sức khỏe như hiện tại. Thấy bệnh ảnh hưởng nhiều mà không có biện pháp nào để cải thiện, tôi đã rất là lo lắng, bởi vì nếu như vậy thì tôi sẽ không thể đứng bếp được. Tôi cũng đã có tìm hiểu nhiều phương pháp để nhằm cải thiện, nhưng mà cũng không được đâu vào đâu hết. Ở trong một lần về quê ăn đám giỗ, tôi gặp lại người thân thì được chia sẻ là chị ấy trước đây cũng đã từng bị suy giãn tĩnh mạch mà đã còn phải đi mổ nữa, nhưng mà bây giờ thì đã ổn rồi. Tìm hiểu thì tôi được biết là chị ấy đã sử dụng những sản phẩm thảo dược như là hạt dẻ ngựa, lý chua đen, hạt nho, vỏ thông và nhiều loại khác nữa. Tôi mừng quá, tìm mua thử một đợt xem thử như thế nào. Sau sử dụng thì tôi thấy chân tôi không còn đau nhức nữa. Có hôm đứng nấu nướng cả 2-3 tiếng đồng hồ mà tôi cũng không có cảm giác gì khác lạ. Đi bộ cỡ 300-400 mét mà cũng không bị đau nhức. Tối thì không còn bị chuột rút nữa. Từ ngày sử dụng giải pháp thảo dược này, tôi thấy chân mình khỏe lại. Hôm trước đi khám bệnh, kết quả siêu âm khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Bác sĩ thông báo là chân tôi không còn huyết khối nữa. Giải pháp thảo dược này khiến tôi rất an tâm. Bây giờ tôi có thể sử dụng giải pháp thảo dược này lâu dài rồi. Boniven, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ và xin được cảm ơn vị khán giả đã đến tham dự chương trình. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Boniven của công ty trách nhiệm hữu hạn Butania đã đồng hành cùng với chương trình. Nếu như quý vị vẫn còn những câu hỏi thắc mắc, hãy liên lạc cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng để được tư vấn giải đáp. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.